Chùa Đại Tòng Lâm từ lâu đã nổi danh là ngôi chùa với vô số kỷ lục tại Việt Nam với quy mô cực kỳ hoành tráng. Có thể nói, nếu đến Bà Rịa, Vũng Tàu mà bỏ qua ngôi chùa này thì quả là một thiếu sót lớn. Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 15 tháng 5 năm 2022. Phòng khám tọa lạc trong khuôn viên dự án Bệnh viện Đại Tòng Lâm, đường Cách Mạng tháng 8, thuộc khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, cách quốc lộ 51 khoảng 300m. Được biết, Bệnh viện Đa khoa Phật giáo Đại Tòng Lâm là dự án đầu tiên của Phật giáo Việt Nam với quy mô 500 giường bệnh, trên diện tích tổng thể 7 hectare, mang tầm cỡ hiện đại trong khu vực Đông Nam Á đang được Ban Quản trị Chùa lên kế hoạch tiếp tục xây dựng. Trong khuôn viên dự án này còn là một viện dưỡng lão độc nhất vô nhị của địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây chính là nơi nuôi dưỡng hàng ngàn cụ già neo đơn, không nơi nương tựa của chùa. Trong khuôn viên có tất cả 6 dãy nhà ở, nhưng nổi bật hơn cả là 4 dãy nhà cao gồm 1 trệt 3 lầu trông rất thoáng mát và sạch sẽ. Tất cả các dãy nhà được khoác lên mình màu lam hiền hòa đặc trưng của Phật giáo. Có dãy nhà còn đặc biệt được trang bị cả thang máy để các cụ thuận tiện trong việc sinh hoạt, di chuyển lên xuống. Không chỉ chăm lo về đời sống vật chất, chùa còn xây dựng kết hợp một khu niệm Phật đường để ngày ngày hướng dẫn các cụ tụng kinh niệm Phật, giúp giải tỏa tâm lý, buông bỏ những phiền não ở đời. Đồng thời sự tu hành của tăng ni Phật tử cũng không bị gián đoạn. Khu niệm Phật đường gồm 2 lầu, lầu trên dành cho tăng ni, lầu dưới dành cho Phật tử. Thường ngày, những cụ khỏe mạnh thì chia nhau quét dọn khuôn viên chùa, lau dọn nơi ở hoặc phụ giúp nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Những cụ yếu hơn sẽ được các cô nuôi hỗ trợ vệ sinh cá nhân, đẩy xe lăn đưa ra ngoài hít thở khí trời. Mỗi ngày, các cụ được phục vụ 3 bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, nghe kinh, nghe giảng về Phật Pháp, tu tập theo thời khóa. Ăn, ngủ, sinh hoạt điều độ nên các cụ đều hoạt bát, vui vẻ. Được biết, chùa đã bắt đầu nhận các cụ già hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa vào chùa niệm Phật, hướng dẫn các cụ cuộc sống vui vẻ từ năm 2014 cho đến nay. Thở ban đầu, các cụ được chăm sóc, nuôi dưỡng ở trong khuôn viên của chùa Hộ Pháp. Chăm sóc một người già đã khó, để chăm lo cho hàng trăm hàng ngàn cụ cùng lúc không phải là điều dễ dàng gì. Với bữa ăn, nhà bếp phải thay đổi thực đơn thường xuyên, các món ăn thì nấu nhừ, dễ tiêu. Bên cạnh việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cụ, chùa còn tổ chức văn nghệ, diễn hài vào các dịp lễ, Tết, tổ chức mừng thọ các cụ trên 70 tuổi. Phía sau khuôn viên còn có vãng sanh đường, đây sẽ là nơi tiếp dẫn và tổ chức đám tang chu đáo cho các cụ hoặc bệnh nhân chẳng may không qua khỏi. Dưới sự hướng dẫn của ban hộ niệm theo tinh thần Phật giáo của trường phái Tịnh Độ Tông. Ở đây, các cụ được chăm sóc như người thân trong gia đình, an vui sống những năm tháng cuối đời.